Tình cờ tôi đến chợ Tăng Long giữa lúc trời mưa vừa tạnh. Bắt gặp khung cảnh đầu tiên là khu chợ khá vắng. Tôi mới hỏi thăm mới biết rằng nhiều người dân nơi đây đã rời quê đi đến nơi xa lập nghiệp. Chợ Tăng Long thuộc về là huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay á, mình sẽ đi qua trong khu chợ này quay cho các bạn xem cái không khí của khu chợ này như thế nào nha. Đây là dọc con đường đi. Đầu tiên thì các bạn sẽ bắt gặp ở đây cái quầy bán bánh xèo. Cái này là bánh xèo miền Tây nha. Mời tụi cô bán. Thì đặc trưng của bánh xèo miền Tây mình đây là có giá, có bông điên điển và có thịt. Một cái gì bao nhiêu hả? 7.000. Một cái 7.000 ăn là nó rẻ, tương đối rẻ hơn so với ở thành thị ha. Mấy hôm nay thì cái này là cô đổ chỉ có một cái chảo thôi hả? Dạ. Đổ chảo kia, đổ cái thọt rồi đổ chảo còn đây đó hết á. Dạ. Là hàng ngày đều bán hết chứ hả chị cô? Hàng ngày mình đều bán ở đây hết luôn hả? Bán hết. Dạ. À, khoảng mấy giờ là mình hết bánh này hả? Chừng độ 10 giờ. 10 giờ là mình nghỉ nha. Dạ. Còn kia là 3 giờ. 4 giờ ở đây. Dạ. Ở đây hình như cô có bán bánh khọt nữa nè. À, bánh khọt. Cái này là chú chiên ha. Chú chiên. Chú chiên của cô nha. Ngon quá nè. Lúc này là ở đây đông chưa, bắt đầu đông chưa thấy cô? Mưa nè, chứ mưa cũng đông lắm. Dạ. Yeah. Cũng có nguyên liệu là giá của sáng thì để chung ha. Rồi thịt sẽ bỏ vào ăn cùng với rau và nước chấm dưa leo. À, đây là bánh khọt. Bánh khọt này là nước dừa. Nước dừa. Dừa. Đây là cái đổ tép. Tép nắng quá. Dạ, tép. Cô nói là tép mùa này mắc quá. Mắc quá, để có lời. Bán như là một cái. 10.000, mười mấy cái. 10.000, mười mấy cái là quá rẻ luôn rồi nè. 12 cái. Những cái chưa tới 1.000. Cái khoảng 900. 800-900 đồng một cái. Mắc quá đại mua bán về thành phố rồi chết. Dạ. Đây còn mấy miếng chú chiên này là bán sao cơ? Chú chiên 5.000 ba cái trái. 5.000 ba cái. À, cho vào cho con là 10.000 đi. Cô vào đi con gửi đi chút xíu con quay lại lấy con. Này con để cái tiền đây cho tôi nha. Dạ, chúc cô mua may bán đắt nha. Đây là có bán ở đây là rau má, sữa đậu nành. Đối diện thì có cái tiệm thuốc tây. Con đường này cũng nhỏ, quá nhỏ. Cái bề rộng khoảng là 4 mét thôi. Thì bỏ tháo ra gậu. Ở phía trong này có một cái quán ăn. Này bánh chuối. Cái
Đây có một thao cua đồng. Cặp của chợ là đó nó cứ trong sông nha. Ở dưới sông nước hình như là không được trong ta. Ở đây là bán cũng rất là nhiều loại đặc sản của đồng quê, từ rau củ, bầu, bí, dưa leo, cà rốt, cà chua, khoai. Ở đây có mắm nữa. Quay cô bánh mì kìa. Quay cái cô bánh mì là ăn hấp thường á. Dạ. Cô nó đẹp nhất luôn. Tháo quá là rồi á. Đây nè. Đây là cá đồng. Cá đồng hay cá sông á chị? Cá đồng. Đồng với sông hai thứ. Hai thứ, có cá chạch. Mấy tôm mấy cá cùi. Rồi. Ở phía trước đó là trong nhà lòng chợ Tân Long. Đây, ở bên đây là khu vực này bán cá nè. Trời vừa mưa xong nên là người đi chợ cũng ít hơn, bắt đầu là mưa hơn. Nói sao? Nói gì? Quay phim chi bất công quá, cái chợ này, chợ buôn khai, muốn gặp ngày lắm, quay. Vậy đó, ở dưới đình còn cái chợ nữa hả? Dưới đình là cái đình là dưới lửa. Dạ. Cái chợ là khỏi có, còn cái chợ này là cái chợ Bạc Hậu. Dạ. Chợ bể nợ đi mà. Dạ. Bể nợ. Mấy cái này chợ chợ ta là cái chợ bể nợ. Dạ. Cái chợ cá không? Chợ cá mà, chợ cá không? Dạ. Lộn lộn mà. Dạ. Không lên đài không phải nói vậy đó. Có hả? Có bà bất hạnh. Dạ. Quay đâu quên đi. Dạ. Nói chuyện cho. Dạ. Chợ Sà Bằng ha, đây là cái chợ đặc sản lộn xộn ha. Dạ. Dạ. Bên bên chùa. Chợ cá nha, chợ cá. Dạ. Chợ cá nha, chợ cá. Dạ. Dạ. Quay giùm bà đó giùm đi. Quay rồi. Quay rồi. Dạ dạ. Ở đây bán đồ chay rất là nhiều. Tất cả những đặc sản đồ chay nè. Dạ. Không có gì cô ơi, không có gì. À, cô đã bán mì, à, có con súng nè, con súng đập. Con súng là con súng lớn quá ha. Nãy nhà chồng hả con? Nhà chồng hay là hái? Dạ. Dạ. Một bó bao nhiêu hả con? Rẻ quá ta, mình để mua gì nấu chua ăn ngon ha. Dạ. Không có gì hết trơn nha. Dạ. Để chơi vậy mà. Thường ngày chợ cũng gì đó hả? Quay đăng lên đi nó.
Bầu này luộc với bột là nấu canh ăn ngon nha. Bầu luộc với khổ qua mướp đó nè. Cua quá, cua đây cà rô này nhỏ ha. Cua này có mấy cái sạp trống nha. Cái nào già thì luôn non nó chậm, nó không có non, không có già. Chợ mình thứ bảy chủ nhật đông hơn này không vậy? Dạ. Dạ. Ở đây đâu có mấy đâu, càng thứ bảy chủ nhật. Dạ. 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 Ở đây chắc cũng có đi Bình Dương hả? Ở dưới đây cũng có đi Bình Dương hả? Dạ. Hình như là vòng vòng đây là đều đi Bình Dương nhiều lắm á. Dạ. Mấy chợ trên này cũng vậy. Không có gì hết. Không có gì hết rồi, cái chợ rồi. Trời ơi, cái chợ này sắp sửa thì mình chưa. Mẹ chưa. Dạ không có. Quay cái làm gì ạ? Dạ. Quay quay lên cho người nước ngoài xem giống gì? Mà lên đài luôn phải không? Dạ, lên đài luôn tao ngay chứ như bạc luôn đó chị dữ. Gì nữa hả? Vô đó. Cỡ cỡ chuyện cho nó. Hai con gà nữa, như là sáng giờ hết rồi đó. Mấy cái gà con gái này là nó bãi nợ đi lắm rồi, làm sao mà không kiếm lên là cứ cho bãi nợ đi nữa. Yeah. Nghe, lên đợi nó nói đàng hoàng, chở dưới đi cho bỏ mấy người. Dạ. Quay cho bà hoài luôn đi. Dạ. Chở đây, chở cho bà. Cái chợ là lên đại với cái chợ sạch ăn. Dạ. Cái chợ con trai. Dạ. Chợ sạch ăn. Quay nhỏ lại đi, chợ miền Nam. Dạ. Dạ, nhớ mua thứ tự. Dạ. Rồi, nói vậy đó. Chúc cô mua mai bán đắt nha. Rồi, chúc mai mua mai bán thái đi. Dọc con đường cũng có bán đồ. Dạ không có gì, đưa cho người nước ngoài xem chứ không gì coi. Dạ, để hút cách ra cá dặn, cá rô phi.
đây là dọc con đường để cũng có buôn bán đồ nè. Ở đây có bán đồ ăn sáng này.